À lấy cà chua, muốn xào cà chua. Ơi. À xào cà rốt này. Đi xào ba món này nha. Bây giờ. Mình thấm bớt nước đi, xong rồi từ nữa mình xả nước để tắm nha. Thôi thôi xả xuống đi, cho nước đầy xong rồi mình đi vào đi tắm.
Mua dậy đây mặc quần nào. Sao đi chưa? Nó mặc áo sao mà coi chạy ra. Đi ra nấu ăn nào. Nấu ăn này anh. Đi ra nấu ăn cơm nào. Đi ra. Ê. Nhìn gì? Đây. Đây. Đi ra. Nấu ăn nào. Đi. Đi ra nấu cơm. Cơm chị cắm sẵn rồi. Hôm nay chị xem luộc bắp cải này đi ăn với cả chứ nữa là kho xíu thịt. Nha. Cắt bắp cải luộc bắp cải sống này chỉ cắt bắp cải lên đây cắt bắp cải phần giữa nè bỏ tay đâu. Thank you.
chữa thịt ra. Món này thì Bi không ăn được. Thì làm cho Bi ăn món rau củ nhé. Bi ăn rau củ thôi. Đây, xỉu nước cho nó. Và bây giờ mình cắt cái này nhé. Xem chế đẹp. Mình ngồi xuống dưới đi. Đây để mang ra đây xài nha. Thôi được đi ơi. Để thả rau vào. Ừ. Đúng rồi đấy. Hạt rửa nhỏ. Chị rửa băng xíu đi. Đợi rau mềm thì mình xào phai luôn nha. Để từ từ chị cho cà chua vào đã xong rồi vớt ra xong. Ui, cẩn thận. Mình chỉ cho nó tưới dầu bẩn. Để đây cho nó cả phần mềm ra. Gắp sau nha. Ta đứng đi, đi vào đây ta đi. Nóng. Đừng nóng 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 cho vào bọng tay ấy. Xíu nữa nguội gan. Thank you.
Là cứ để đây một tí, cho khoai mềm ra, chị đi nấu thịt. Chỉ chút xíu nữa thì nó mềm hơn. Đây, món gì đây? Từ ra đây, đi lấy bát đĩa. Chưa, nóng. Đi cầm bát đĩa ra trước đi. Cầm bát đĩa ra. Cầm lấy cái này đi. Đi rồi, chuẩn chị dọn ra sân luôn. Đi chị bé luôn. Đi ra ngoài bàn chơi nha. Chị dọn ra liền đây. Đây. Đây, thịt, cái đó là thịt đó, em ăn được đâu. Đây, dầu xíu, còn cơm nữa. Ăn rau trước đi. Con rau à? Ngồi xuống đi. Cắt nhỏ ra đi mẹ được chứ. Đây, bí đây.
Anh đi. Anh xoay đi, anh xoay đi. Không. Đâu ngon này, Viêu ăn. Ăn cả cà rốt á. Chị cắt thêm cho Vi đi nha. Cắt thêm một ít nữa thôi, xong rồi ăn cơm. Nè, Vi thích khoa. Hơi khó à. Chị sắp cà rốt cho Vi nha. Cà rốt hơi cứng. Cái này hơi cứng, không đi khó. Xong lấy cơm ăn nha. Nó mới khó nhỉ. Vì giúp Bi này. Để cơm thôi. Này cầm này, chỉ là cơm thôi. Cơm ăn chung với khoai này. Này. Cơm đi. Bị ăn cả khoai nữa. Thì bà lấy khi ta đi uống canh nha. Thôi đi. Đây, trái cây trắng miệng đi. Không ăn khoai tây nữa à? Sán à? Ăn không? Chỉ lấy nước canh. Vi có ăn nước canh nào? Ấy, cầm cầm thìa để nước canh vào cho. Nước canh đi, uống đây. Khi không? Uống đây không? Uống một xíu nữa đi, xong rồi tráng miệng. No rồi à? Thế thôi nhé. Nè, chú đi đây. Ăn đi. Cứ ăn đi.
Gọi hết hết rồi. Cái nó tỏa ra rồi. Rồi hết rồi. Gọi thế. Cho mẹ ra. Nha. À, từ 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 bên tay. Anh nâng. No thế rồi. Hai cái má của Vi này. Anh nhai từ từ ấy. Vi phải vào phòng nghỉ ngơi đi nhé. Ăn no rồi đi vào phòng đi. Vào phòng nghỉ ngơi. Không nhảy nữa nhé. Không nhảy nữa nhé. Chị ăn xong rồi chị bảo chị chơi với Vi. Em cứ ru cho đi ngủ luôn. Vào phòng đi.